nickmt.com, trang web mua bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ đang sale đến 50%, giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn có bán nick sơ sinh, nick Free Fire, nick tốc chiến và nick liên quân, tha hồ cho anh em lựa chọn. Dưới đây thì có một số dịch vụ game như bán vàng, bán ngọc, bán đồ, làm nhiệm vụ thuê, úp bí kíp thuê và dịch vụ săn đệ. Giá thì cực kỳ là hợp lý cho anh em. Ngoài ra, shop còn có phần vòng quay may mắn và thử vận may, giá chỉ từ 10k và tỷ lệ trúng là 100%. Anh em có nhu cầu gì hãy truy cập ngay nickmt.com để ủng hộ mình nha. Link dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trước mặt anh em đây là một con nick mình mới mua được trên shop nickmt.com của mình nha anh em. Thì đây, một con nick trái đất nhìn sơ qua nó cũng khá là bình thường đúng không? 275 triệu này. Đồ đạc thì chưa có một cái gì. Và đây mình cũng mới chuyển sang găng lưỡng long với cả găng Kaio. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì với nick này đây? Thì nick này hiện tại đang có một con đệ 264 triệu sức mạnh và Kamezoku cấp 1. Hôm nọ thì mình có đọc được một cái comment của một bạn. Bạn ấy bảo là thử dùng set 6 sao úp đệ Kame chỉ đẻ cấp 1 lên 40 tỷ xem mất bao nhiêu lâu. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ ghi nhận ý kiến của bạn và làm theo thử thách của bạn để xem là cái Kame 1 và set 6 sao này của mình kết hợp thì sẽ mất bao nhiêu lâu lên 40 tỷ nha anh em. Giờ thì chắc là việc đầu tiên của mình. Đây, nhìn sơ qua nick thì không có một cái cải trang nào quá là ngon cả nên là mình sẽ phải lên thần điện để mình quay xương xương vài cái. Đây rồi anh em ơi, thì nãy giờ mình quay cũng được một cái cải trang nón hổ xanh rồi đây. 5 ngày anh em ạ. Ui thôi chết, full bố hành trang rồi nha. Ui, toàn nhận cái gì không à, đợi tí để mình vứt bớt mấy cái vệ tinh này ra nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận cái nón hổ đấy và cho con đệ đeo. Sau đó thì chắc là mình sẽ đi làm nhiệm vụ trung ý trắng cho cái nick này luôn. Và thử cho con đệ kéo xương xương xem là có kéo được hay không nha nhé. Rồi, để mình sang cái bản kia mình đi doanh trại cho anh em xem nha. Đây anh em ơi, nãy giờ thì mình với con đệ mình cũng đi được đến con trung ý trắng rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nó tiêu diệt con trung ý trắng này để làm nhiệm vụ nhá. Qua Fize mới úp được lên 1 tỷ 5 chứ úp ở bên map 12k thì bao giờ mới lên 1 tỷ 5. Úp thì úp vẫn được thôi nhưng mà nó lâu lắm anh em. Rồi con đệ của mình nó bắt đầu ngáo ngáo rồi ấy. Nó toàn trưởng vào con trung ý trắng không à. Để mình giết bu lông cái đã. Sau đó thì cho nó đánh trung ý trắng sau. Đây 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 anh em. Pem lẹ đệ tử ơi. Sao mày đấm hoài vậy, mày trưởng đi. Trời ơi. Từ từ đến bu lông đã. Đánh bu lông đã. Má con đệ này nó hơi ngu. Úi sổ nó còn chết luôn kìa anh em. Nó hơi ngu một tí anh em. Rồi 154 139 100. Sắp. Ủi lại ra bu lông rồi, nhanh thế. Cái đậu xanh. Rồi anh em ơi, nãy giờ đấm loi tòi phòi ra thì cuối cùng cũng sắp xong rồi đây. 600. À đâu, 60k, 30, 19, 11, 3. Ok, xong nhiệm vụ rồi. Mẹ nó vật chật vật vãi cả trưởng luôn ý. Rồi thì bây giờ mình sang bên đảo Kame để trả nhiệm vụ. Sau đó thì qua bên Fize úp nha. Thì mình nghĩ con đệ Kame 1 này chắc là úp ở map 3 vô tư thôi nha. Map 3 thì úp chắc là vẫn vô tư. Ôi, nick này còn đang học đấm Dragon cấp 7 mình không biết luôn này. Rồi, xong rồi nha. Đó, thì đã qua được Fize rồi. Chắc là giờ mình sang cái map để mình úp con đệ nha anh em. Rồi anh em, đây thì chắc là mình sẽ đứng ở cái vị trí này đi. Trưởng Kame 1 thì theo như mình thấy với cái sức mạnh này thì nó ngang với cả Masenko 7 nếu mà cùng sức mạnh nha. Đấy anh em thấy nó trưởng tầm 9k một hit. Masenko 7 cũng thế thôi anh em. Đấm thì mình nghĩ là cũng tầm đấy, tầm 7-6-7k gì đấy, hoặc là 7-8k. Rồi anh em ơi, và sau 2 ngày úp hiện tại mình đã đổi cái vị trí úp cho nó sang bên map 5 Fize rồi. Và sức mạnh lên được 705 triệu. Tất nhiên thì với sức mạnh này chúng ta đã mặc được găng Kaio cấp 6, 2k8 tấn công, quá là ngon luôn. Giờ chắc là mình sẽ tiếp tục treo nha, vẫn Kame 1 thôi. Hiện tại thì trưởng được tầm 17k rồi. 17k một hit là khả năng là cân 3 con vô tư luôn anh em. Rồi thì chắc là giờ mình sẽ treo tiếp ở đây nha. Và khi nào ra skill 3 thì mình sẽ quay trở lại với anh em. Ok anh em, và sau 1 ngày thì hôm qua là con đệ mình 700 triệu đúng không? Hôm nay con đệ mình đã lên được 1 tỷ 5 rồi. Vẫn là Kamezoku cấp 1 nha. Chắc là hôm nay mình sẽ đi mở skill 3 cho con đệ này. Nhưng mà trước khi đi mở skill 3 chắc là mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ Nappa này trước nha anh em. Đây, bây giờ mình sẽ nhận ngọc để mua cái bông tai rồi là cải trang các thứ đi làm nhiệm vụ Nappa cho nó dễ anh em. Thì tại sao mình lại phải làm nhiệm vụ mới mở skill 3? Tại vì mình thấy cái thủ thuật của anh còi ngon quá. Mình mở hai con, một con da tái tạo năng lượng với cả một con da thái dương hạ sát. Nên là mình rất tin tưởng vào cái thủ thuật đấy.
Nên là từ bây giờ chắc mở skill 3 mình cứ áp dụng vào mình làm thôi anh em. Rồi, thì chắc là giờ mình sẽ đi đợi tí. Ố, cải trang đâu? Đây, bên đây, nhầm. Mình mua cái cải trang hợp thể 300 ngọc ấy anh em. Đây. Mua cái này thì mình thấy khá là ngon mà chỉ số lại ổn áp. Nên là giờ đi làm nhiệm vụ cũng ok rồi. Chắc là giờ mình đi làm nhiệm vụ, khi nào xong thì mình sẽ đi mở skill 3 cho anh em xem nhá. Thuyền, đã xong rồi đây anh em ơi. Giờ thì chắc là bắt đầu áp dụng thủ thuật để mở skill 3 thôi nào. Hy vọng lần này sẽ ra cho mình tái tạo năng lượng anh em ạ. Mình rất là thích tái tạo năng lượng khi úp luôn ý. Tại vì nó quá là ngon, mình đỡ phải đeo như kiểu là hút ki nữa. Mình all in vào full hút HP là ok thôi. Rồi con đệ mình hiện tại thì đã chết rồi, 178 HP bằng ki nha anh em. HP bằng ki thì không biết là giờ Q3 nó sẽ ra cái gì đây. Chắc là mình sẽ treo đợi con đệ mình hồi sinh cái nhá. Được rồi, mở thôi anh em ơi. Đây, con đệ của mình nãy giờ đậu xanh, nhìn K11 úp nó nản vãi cả nồi. 923 rồi, còn 100k nữa thôi anh em. 46 rồi, 54 rồi, 46k nữa thôi. Ui, còn hai mấy k nữa thôi. Mười mấy k. Ra gì đấy? Ui, ra rồi anh em. Ui, vãi cả nồi thủ thuật. Ây à, thủ thuật này mình không biết là có uy tín hay không đây. Mình mở 3 con, 3 skill khác nhau. Vãi cả nồi, mình làm y hệt như thế mà. Chả nhẽ sai sót ở đâu ta. Ây à, nhưng mà không sao. Chắc là mình vẫn úp lên 40 tỷ được anh em ạ. Không sao. Rồi anh em ơi, cái đậu xanh để cái Kaioken úp khó vãi cả trường luôn. Và hiện tại nãy giờ mình đi úp sư phụ lên 17 tỷ 9 ý. Đệ tử mình 3 tỷ 6 nó đã mắc HP với ki rồi. Nên là mình phải đi úp sư phụ. Mà đi úp sư phụ cũng khá là lâu đấy. Bây giờ mình mới mở giới hạn cho đệ tử được đây. Thì chắc là mình cứ mở xương xương nó lên 60 tỷ đi ha. Để xem là úp nó mắc chỉ số khi nào. Đậu xanh chứ mình nghi là con này mắc chỉ số sớm lắm. Tại vì 3 tỷ 6 mà đã mắc HP với ki rồi mà anh em. Rồi, giờ thì mình đi úp tiếp thôi. Con đệ này thì mình đang đeo cho nó cái găng cấp 7 4K1 sức đánh nha anh em. Chứ không đeo tiềm năng sức mạnh được nữa. Tại vì Kaioken chết liên tục. Rồi anh em, thì nói chung là đầu tư thì đầu tư đến nơi đến chốn luôn đi. Chắc là giờ mình sẽ đi mua hai cái cải trang cho con đệ với cả sư phụ nữa nha. Đệ tử thì mình đang tính là mua cho nó một cái xeo con, còn sư phụ thì sẽ đeo chi chi nha anh em. Cái chi chi 5k ngọc mà hồi ki 2% mỗi giây hay sao ấy. Mình nhớ không nhầm nó là như thế. Để mình bui lại cái set đồ cho nick này luôn ý. Đây, mình sẽ mua cái này cho sư phụ này. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phiếu giảm giá VIP để mua cái sên con cho đệ tử nha anh em. Cải trang này thì mình thấy cũng khá là ok, khá là đẹp. Tại vì hiện tại thì mình cũng đang hết cái cải trang kia cho đệ tử rồi ý. Đấy, mình định bui đồ lại cho nó. Chứ úp như này mình thấy đang hơi lâu đấy. Rồi, giờ thì mình sẽ sắm cho nó thêm cái con xeo con luôn nha. Đây, xeo con là 1k5 ngọc thôi. Khá là ngon, 4% mỗi 5 giây. Được, đòn luôn. Ok, mặc vào thôi nào. Giờ thì mình sẽ đi bui lại đồ một cái. Sau đó mình sẽ đi úp cho anh em xem nha. Ây yo anh em ơi, cái đậu xanh cái hành trình này lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây. Hiện tại nó đã lên được 19 tỷ 998 rồi anh em ạ. Thì anh em biết bao lâu mình mới mở được cái skill này không? Từ cái hôm mình treo từ hôm 26 tháng 2. Hôm nay là 12 tháng 3. Gần nửa tháng anh em ơi. À đâu, chính xác hơn là nửa tháng đấy. Nửa tháng thì từ 3 tỷ 6 mới lên được 19 tỷ 998. Mình đã bui lại một set đồ cũng khá là ngon rồi. Không cần hút ki nữa. Tại vì mình đang có cái cải trang chi chi này. Hút cũng khá là ổn anh em ơi. Ngoài ra đệ cũng đeo cái xeo con này. Cũng có phần trăm hút ki luôn. Nên là không sợ đâu. Bất tử luôn anh em ạ. Giờ thì mình sẽ mở skill 4 nó ở bên map núi đá này nha. Mình hình như là cũng chưa mở skill 4 ở map này đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ test thử cho anh em xem là nó sẽ ra cái gì ở cái map này nha. Sắp ra rồi mọi người ơi, 999 năm rồi, còn tầm 500 triệu, ở đâu, 500k đúng không? 400k nữa thôi, 400k nữa thôi là nó sẽ ra nha anh em. Đây, để xem là con này nó sẽ ra cái gì đây. Lần đầu tiên mà mình úp con đệ K11 mà nó lên cao được như này đấy. Không biết là nó sẽ trả ơn cho mình bằng khỉ hay không đây. Khỉ đấm Kaioken thì cũng khá là tuyệt vời nhở. Nghe nó cũng khá thú vị đấy. Tại vì mình... Ui, khỉ thật kia. Ui, vãi cả nồi. Demon, Kamizogo, Kaioken, biến khỉ. Ô, đậu xanh. Mở bừa nha anh em. Mở bừa mà lại ra khỉ. Mà trong khi lúc mình tìm khỉ, lại méo thấy đâu. Ảo thật đấy. Trời ơi, Ademi nó giỡn mình anh em ơi. Ai à,
Ngon vậy ta. Rồi anh em, thì chắc là giờ mình sẽ đi mở giới hạn sức mạnh cho con đệ lên 80 tỷ luôn đi. Để mình đi úp nốt lên 40 tỷ nữa để xem là mất bao nhiêu lâu nha anh em. Chứ từ nãy, từ cái lúc 264 triệu đến giờ ấy, thì mình thấy là cũng mất gần 20, hơn 20 ngày rồi đấy anh em ạ. Hơn 20 ngày rồi. Đậu xanh. Rồi thì chắc là giờ mình sang bên hang khỉ đen để mình treo tiếp nha anh em. Ở đâu, không phải hang khỉ đen mà là cái gì nhở? Hang quỷ chim. Hang quỷ chim để mình treo tiếp. Tại vì hiện tại cái nick này của mình cũng chưa qua được tương lai. Chắc là để úp thêm tí nữa đi. Tầm ngày mai là có giờ nhiệm vụ rồi thì mình sẽ đi làm luôn, cho nó qua tương lai. Sau đó thì mình treo bên tương lai lên 40 tỷ luôn. Ok. Giờ mình treo bên đây cho nó mắc chỉ số luôn nhá. Đây, mình thường úp ở cái chỗ này. Ok, giờ mình treo nhá. Ây dâu anh em ơi, và ngày hôm nay là sáng sớm mình dậy làm nhiệm vụ luôn. Đây, vừa ra boss luôn, không có một ai. Tại vì hiện tại đang là trong giờ nhiệm vụ, với cả bây giờ vừa mới bảo trì xong ý, nên chắc không ai vô đâu. Một mình cân hết dàn boss xong rồi qua tương lai thôi. Thì mình cũng chỉ cần làm đến nhiệm vụ Fize thôi mà. Tại vì Fize thì cũng đi được đến map 4 của tương lai rồi. Trời ơi, anh em thấy làm nhiệm vụ easy không? Giờ đến con số 1 cái này. Để từ từ mình bật cái A này lên đi, cho nó tự đánh cho nó nhanh anh em ạ. Đấm 200k xương xương thôi. Con này thì chắc là tí cà mê. Ủi 600k luôn kìa anh em. Đã chưa? Cứ đứng một chỗ nhài thôi, nó cứ nhảy quanh mình thôi mà anh em. Nó không đi được đâu đâu. Nếu mà mình đi vào góc kia nó cứ bị kẹt ở cái map ý, hơi khó chịu. Rồi, xong con số 1 nha. Bây giờ mình làm nốt con số 2 với con tiểu đội trưởng nữa thôi. Con số 2 này thì không trong nhiệm vụ nên là ai ăn cũng được. Đấm xương xương thôi. Ui sao đấm toàn hụt này. Mày đi sát vào tao gọi. Mày đi sát. Ui, dịch chuyển tức thôi. Kame lại còn xịt thế này nữa. Hơi dở nhá. Hơi dở đấy. Từ từ để mình đấm. Đấm mạnh. Một trưởng này. Ok. Ok xong. Tiếp theo là con tiểu đội trưởng nữa thôi anh em. Là qua được bên tương lai rồi. Giải thoát cho con đệ của mình rồi. Đấm này. Mày. Mày này. 3 triệu. Hy vọng không có ai. Không ai qua là được. Không ai qua là được nha. Chứ đậu xanh giờ mà có ai sang làm nhiệm vụ là cũng hơi mệt đấy. Từ từ. Một cam hệ. Úi xồi 1 triệu 3 đi luôn. Xong. Rồi thì giờ mình sẽ đi trả nhiệm vụ và qua bên tương lai để úp thôi. Anh em thấy cái nhiệm vụ này nó có dễ không? Dễ vãi nổi đấy chứ. Anh em cứ đợi giờ nhiệm vụ mà làm cho nó đỡ phải bon chen đúng không? Ok, xong rồi. Giờ mình qua tương lai thôi. Hello anh em. Và tính ra là mình vừa mới sang tương lai mình mới nhận ra. Đó chính là mình hết bùa rồi anh em. Vậy là 1 tháng đã trôi qua rồi. Đây, bây giờ mình mua một cái bùa mới. Cái đậu xanh nó. Vậy là tính ra là 1 tháng mình úp vẫn chưa lên được 40 tỷ nha anh em. Đậu xanh công nhận là cái thử thách anh em nào đưa cho mình nó ác ôn vãi cả nồi luôn đấy. Rồi, giờ mình sẽ sang bên tương lai cái đây rồi. Gặp ca đích luôn, hên thế. À ca lích chứ không phải ca đích. Úi xồi ôi, sao lại không cho chạy nhanh thế này. Đây, thì chắc là mình sẽ treo ở cái chỗ map 3 Fize nha. Map cái chỗ này đứng úp ý, thì úp được 3 con, 1 con ở bên trên và 2 con ở bên dưới. Đấy, như này thôi. Để úi xối đấm Kaioken, khỉ đấm Kaioken đẳng cấp không anh em. 4 skill cấp 1 mà mình lên được 40 tỷ nó mới tài đấy chứ. Ô chết dở. Đậu xanh ấn nhầm anh em ạ. Rồi, giờ mình sẽ treo tiếp ở đây nha. Và khi nào lên 40 tỷ thì chắc là mình sẽ quay trở lại với anh em. Hello anh em, và sau khoảng tầm 4 ngày úp kể từ khi mình mua bùa 1 tháng thì đây, con đệ của mình đã lên được 40 tỷ 0.06 rồi. Vậy là tính ra là từ 264 triệu mà dùng K11 lên 40 tỷ thì sẽ mất tầm 1 tháng 4 ngày nha anh em. Nếu mà anh em là set đồ 7 sao à 6 sao như mình. Ôi trời ơi, nói chung là cũng mệt đấy chứ không phải là vừa đâu. Bây giờ mình đang on cái bản 1.0.0 cho anh em xem, con đệ nó lùn lùn nhìn hài phết anh em ạ. Tính ra là mình thấy con đệ lùn lùn này còn đẹp hơn là đệ bây giờ nhá. Đệ bây giờ nó cao bằng sư phụ rồi, cỏ lúa bằng nhau rồi anh em. Nhưng mà nhìn cái thời xưa mình thấy nó vẫn hài hơn anh em ơi. Rồi, bây giờ mình úp thử để xem nào. Đợi tí đeo cho nó. Úi giời, nhìn con sên con, ngố vãi cả nồi luôn anh em. Đây, tính ra là con đệ 40 tỷ cũng 23k sức đánh, còn HP với ki là đã mắc rồi nha anh em. Trời ơi, 516 giáp, tính ra ổn đấy chứ. Úi đệ khỉ lùn vãi cả nồi. Lùn vãi lìn luôn kìa anh em. Khỉ lùn. Rồi thì giờ mình sẽ về siêu thị và sâu cho anh em xem qua nha. À đây, giờ thì mình sẽ về sâu qua cho anh em xem là cái bùa nó như thế nào nha. Bùa đây còn 599 giờ. Tính ra là còn 20 mấy ngày đấy. 20 mấy ngày hơn đấy anh em. Rồi,
Thì hành trình của mình thì ngày hôm nay chắc cũng đến đây thôi. Bye anh em, và nếu anh em thấy clip của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Còn anh em nào mà có nhu cầu muốn mua nick hoặc là muốn thanh lý nick thì hãy kéo xuống phần mô tả vào hai shop của mình để ủng hộ nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye anh em.